Kính bạch Thầy, Thầy cho con xin được hỏi. Câu thứ nhất, con về nhà đọc kinh Địa Tạng đúng như theo cách của Thầy đã dạy. Con đọc được một thời gian thì tự nhiên thỉnh thoảng con lại thấy có vệt sáng màu vàng chạy dọc trên mi mắt của con. Một bên, có lúc cả hai bên mắt. Con lên chùa đọc thì không sao cả, vì con không gặp trực tiếp được Thầy, nên con phải viết giấy để hỏi kiến, xin Thầy bảo cho con biết có bị sao không ạ. Hãy dụng cái tâm là gì? Chân chính để đọc kinh Phật. Đừng có mong cầu bất cứ một cái điều gì đó như là thần thông, như là muốn thấy Phật, thấy Bồ Tát hiện lên trên ban thờ, hay là hiện trước mắt chúng ta, hay là trong giấc ngủ, vân vân đó. Chúng ta cứ dùng cái tâm chân thành mà tụng kinh. Còn bao giờ đủ duyên Phật Bồ Tát cho chúng ta thấy, chúng ta tự thấy. Đừng khởi tâm để mong cầu lúc nào, ngày nào vào ngồi vào ban bàn giá kinh một cái, ban thờ một cái, là lại muốn là tâm là nghĩ hôm nay Phật phóng quang minh, hay là Phật cho con nhìn thấy hảo tướng của Ngài, hay Phật là báo mộng cho con cái này cái nọ cái kia, vân vân. Nghĩ như thế, mong như thế gì, ác ma liền đến. Cho nên cũng là tụng kinh Phật nhưng người ta thành đạo, còn mình thì gì? Mình thì thành ma, thành quỷ. Đều là do gì? Cái tâm mình dụng sai vậy. Cho nên ở đây Thầy khuyên Phật tử này, lên chùa vì sao mà không thấy cái đó? Vì chùa có chư tăng, có Thầy. Có chư tăng, có các Phật tử tu hành đúng chính pháp. Cho nên á, tà ma ra ngoại đạo nó không thể gì, không thể lén vào đó để nó phá cái hạnh tu của vị này. Cho nên cứ về nhà một cái thì nó phá được. Vì sao nó phá được? Vì chắc chắn trong tâm vị này mong cầu quá lớn. Vị này cứ suy xét, cứ tìm lại mà xem. Bắt đầu ngồi vào ban thờ Phật hoặc thờ thần linh gia tiên nhà mình một cái là gì? Lại mong rồi, lại cầu rồi. Cho nên hãy buông tất cả cái tâm mong cầu đi, chú tâm vào kinh, nhất tâm tụng kinh. Tụng kinh xong rồi muốn hồi hướng cho ai thì lúc đó mình hồi hướng. Cứ như thế, đừng có mong cầu thần thông, mong cầu thấy bất cứ một cái điều gì, điềm lành tướng lạ, hay là gì, nhân đến thì cũng không mong cầu thấy Bồ Tát hiện ra trước mắt chúng ta nữa, vân vân. Đừng mong cầu cái đó. Mà điều quan trọng lúc tụng kinh, cứ nhất tâm mà tụng kinh thì dần dần cái thấy kia gì sẽ biến mất thôi. Vì cái gì là tà không phải của mình á, là vay mượn á, thì khi tâm mình chính thì nó sẽ mất hết. Còn cái gì là của mình á, không phải do vay mượn từ bên ngoài mà có, thì mình có đuổi nó cũng không đi. Đấy mới là gì? Đấy mới là cái công đức do mình tu hành chân thật được, đạt được nó.